Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em với anh Hương á, mình cũng về xã Thành Phong để mình cũng sẽ dựng nhà cho chị Hà, người Khmer ha. Đây thì cái nền này cũng đã làm xong rồi anh chị. Đi từ ở thành phố Bến Tre xuống đây thì đi tổng cộng là 4 người, có anh Việt, anh thợ như là thợ mộc để mình dựng cái nhà anh chị, với cũng có một số người ở địa phương á, người ta cũng phụ với mình đặng dựng cái nhà này lên ha anh chị ha. Nay làm cái nền lên đẹp quá trời hết chú Năm ha. Đúng rồi. Dạ. Thấy sáng sủa quá rồi hồi. Dạ. Mình cảm nhận là chưa cái nhà chưa lên mình đã thấy nó mừng trong bụng mình. Dạ. Chú Năm nay có phụ không mặc đồ chứ, vậy chứ. Dựng nổi không? Thì dựng không nổi thì mình cứ làm cái việc gì mình. Dựng ha, dựng ha. Vậy là mình làm thợ dựng ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Vậy cái giấy cúng dùm cho cô Hà. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cung thỉnh lên trên. Thiên thần địa thần thần hoàng bổn cảnh đất đai nhân trạch trăm quan cụ thần giảng ban ngũ hành. Cũ quyền thất tổ thiên tề nội ngoại hai bên, ngày hôm nay là ngày để dựng cái nhà cho Mạnh Thường Quân, để đến dựng cái nhà cho cô Hà vợ chồng của anh. Cung thỉnh lên trên gia độ cho anh chị để làm ăn được nhiều khấm khá. Đầu năm cuối năm bệnh tật sẽ tiêu từ cho tai qua nạn khỏi, cũng nhờ các quý vị. Nam mô cung thỉnh. Nam mô cung thỉnh. Rồi. Chú Năm làm bài bản quá trời ha. Chị Hà, cái nền này làm lâu chưa chị Hà? Làm xong mấy ngày nay á. Xong mấy ngày nay ha. À, thấy gạch đông rồi lót về là đẹp rồi ha chị ha. Đẹp. Dạ. Ngon lành. Dạ, rồi hôm nay mình có nhờ người ở địa phương lại phụ không chị? Có. Bao nhiêu người? Bốn người. Bốn người hả? Bốn người sao dựng nổi? Bốn người với đó anh Tám rồi. Bốn người trong kia ra năm người nữa. Dạ. Còn là em thợ dựng. Em thợ dựng, em không có dựng nổi đâu. Thợ dựng thôi chứ không có thợ dựng nha. Dạ. Ông sẽ anh hứa anh kéo nè. Dạ. Đâu chú cô ơi. Dạ, anh hứa là anh kém một chú ngày. hôm nay sức khỏe chú nè thế nào rồi chú? Rồi khỏe rồi. Nay khỏe rồi hả? Ờ xuống đây chúc mừng nè. Dạ. Chúc mừng nè, chú. Dạ. Chúc mừng nè. Vậy là hôm nay khỏe rồi ha. Rồi khỏe rồi. À chú ở đây. Rồi. Dạ, chú ở đây là như là cũng hay đồng hành với tụi em đó anh chị, bữa hôm chú cũng bệnh nằm bệnh viện hết mấy bữa. Dạ con chào chú. Dạ. À. Chú Tám. Dạ. Hôm nay Tám. Dạ. Ông ơi, dạ của ông rồi. Dạ. Hôm nay chú cũng xuống phụ dựng nhà hả chú ha? À, cũng xuống phụ. Dạ. Đại ca xuống ở đây mất đi trước. Tối mà cái nó anh Việt coi sao anh Việt khỏe chưa? Khỏe rồi, lên xe tôi ra ngoài khỏi xe chút khỏe à. Khỏe rồi ha. Không có phải có anh Việt mới dựng nhà được chứ thôi, mà không có anh Việt là dựng nhà không có được. Anh Việt là thợ mộc ở Châu Thành anh chị, lúc trước có dựng nhà cho ở phía chú Thành á. Hôm nay thì phải có anh Việt xuống đầu mình mới dựng nhà được anh chị. Tại vì cái nhà cây này coi nó đơn giản chứ mà còn mình dựng cũng rất là khó. Các cái cây dừa đây thì anh Hương anh đã vận chuyển xuống đây nay chừng 3 ngày, 4 ngày rồi anh chị. Rồi cũng lựa cái ngày tốt, ngày sạch sẽ, bắt đầu là mình xuống mình dựng nhà thôi. Cái này là cái số cây này là anh Hương anh đi một lượt hai xe lớn mình mới xuống tới đây được anh chị. Toàn là những cái cây dừa rất là nặng. Đây là căn nhà dừa kêu bằng là độc nhất ở huyện thành phố của mình anh chị. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sắp những cái cây cột lên để bắt đầu mình sẽ dựng nhà lên anh chị. Hôm trước thì em cũng có thấy cái cảnh dựng nhà của chú Thành một lần. Của chú Thành chứ, chú Thành một lần. Dạng cây dừa này thì nhà là dạng là nhà cột kê. Giờ phải có anh Việt anh xuống anh mới biết cái cách mà để mình dựng cái nhà lên được. Anh Việt anh đi xe không quen. Đi xuống đây anh đừ. Thời tiết ở đây thì rất là nắng anh chị.
gốc vào cái này hết. Rồi đây luôn anh ha. Cúng kiến cho tàn nha, hồi cái mình dẹp bàn. À, cái nền làm lên thì mình cũng đã lót gạch xong. Một cái đi. Nó rất là rộng, thấy rất là rộng anh chị. Úc anh. Úc này rót quần ly nước đi. Sao anh ha? Giá cho cầu nguyện chứ mình đường nhà đây. Bỏ rồi. Ra 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 đi đi ra đi. Chỉ rót nước đi. Mình chủ nhà mình cũng cúng giái đất đai đâu đây. Đất đai có những cái nhà các vị ở đây lộ trì cho chúng cho con làm ăn được bao nhiêu người khấm khá vậy đó. Tại sao khi nó hơi khác. Đây hôm nay là tụi con xuống anh Việt anh xuống anh dựng cái nhà xong, còn cái phần mà đóng vách đồ là ở đây anh Út với chú Năm đây có gì mình làm ha. Có mấy anh em ở ra đây phụ. Dạ. Thì cũng như bây giờ dựng rồi lợp. Dạ. Tùy lợp cho em nó đi. Dạ. Không bị gì cái thời gian mà lợp trên đó thì nó khó lắm. Dạ. Cái người mà có sức khỏe mới leo lên nó được. Dạ. Thấy không? Dạ. Đoàn này ra phụ thì chỉ dựng rồi thôi. Dạ. Không có sức khỏe là dựng không có được đâu. Dạ. Hồ. Dạ. Cái lợp lên trên đó đó. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là cái ti này là phải dùng bằng cái máy bấm ti mà. Dạ. Bóp bóp á. Dạ. Nên là như chú Năm rồi thôi bó tay. Dạ. Không chơi. Dạ. Hôm nay cũng đoàn leo lên được. Dạ. Đoàn ấy còn được chút đỉnh. Chú Tám còn leo khỏe ha chú Tám ha. Còn leo khỏe ha. Dạ. Ý làm nguyên cái cơ sở cái chuồng gà ý mà cho dạ. Hết mồm luôn là mình để làm. Dạ. Ngon quá. Mà xuống đây thấy có hàng xóm rồi thấy tham gia phụ cũng vui. Giống như ngày xưa ở dưới quê cái mỗi lần dựng nhà cái hàng xóm người ta lại đông vui để dựng. Ở sớm là như ngày nay dạ. Hôm giờ hắn là cái anh em dựng là kéo cột lớn á dạ. Là phải làm cái chằng trò dữ lắm, cái chằng trò nó làm vừa cái bộ cột lên mà dạ. Ta cất nhà là cứ bằng có từng cối là tức là hai hàng cột giữa đó dạ. Cột vừa nhưng mà để nguyên cái cây nguyên cái cây, dựa. Nguyên cái cây luôn hả chú dạ. Nguyên cây dữ lắm, cái cây bự lắm chứ dạ. Nhỏ đâu dạ. Cũng hàng gì á, thì cái cột cái thì họ lấy cái gốc dạ. Còn cái cột con á, thì họ lấy cái khúc kế dạ. Rồi cái họ làm họ đi về rồi ôi thôi bãi nấu chứ dữ lắm làm dạ. Cái nhà cột to lắm dạ. Một hồi dựng lên. Một hồi tí xíu thấy dựng cái nhà nữa lên thấy bắt đầu là mới hoành tráng đúng rồi ừ. Thì anh em này bây giờ làm như dạ. Thế cũng y như ngày xưa là mình mấy ông thợ ở đây làm vậy đó dạ. Đâm xiên đâm kèo vô rồi mới dựng lên dạ. Nhà mình đủ lực lượng thì mình gáp cái một mình dựng cái một còn ừ. Vẫn không ấy thì mình dựng từ cây ừ. Thì vậy thì đưa lên vô một lượt một được rồi cái số cây dừa ở đây là anh Việt ở trên Châu Thành đó là anh sẽ làm trước bắt đầu đem đến đây là bắt đầu là mình chỉ còn dựng lên nữa là xong anh chị. Kỹ quá ha. Trời ơi làm chắc cú luôn á. Anh thợ này quá, làm kỹ dữ lắm đó. Cái nó chở không được. Dạ. Làm kỹ lắm. Cái dây nấu vậy nè. Dạ. Là chấp vô là và mắp không á. Đưa vô là khích kim luôn. Ừ. Tức là okay, ha. Làm cái mắp vậy nó đâu có bao giờ mà nó dạt ra được. Dạ. Kéo ra. Kéo mắt ra đưa vô rồi thấy. Lỗ này không anh? Lỗ tên, lỗ tên. Tên là cái miệng cọc vô, đưa lạc qua anh kia, lạc lại. Ở thành phố mình thì kiếm một người thợ mà để mà làm mộc dựng các nhà dừa này rất là khó anh chị. Nên là thợ là mình phải ở Châu Thành. Ở Bến Tre mình xuống đây. Quá đã. Cắt đại nó cũng được. Cái này là phải ông thợ này ở trển đó học. Dạ. Bào một cái nữa, thấy không? Bào sơn cái nữa. Trời ơi, nó lái đẹp.
giờ về đây về cái ông chủ nhà của bà sơ cái nữa nè mà không mà còn chứ không có bào. Dạ. Mà anh ở trẻ mà anh bào được cho y được cái nữa về lắp dầu cái nó đã gì đâu đâu. Cái này mốt cái mình quét thêm hả? Quét thêm vô. Dựng lên rồi cái mình quét thêm á. Cái nào ấy không nghiêng à? Bắt cái cao đó đó cái mình quét. Dạ. Anh Hương thì nó ra anh cũng đi làm mấy ngày anh cũng bệnh nên là giờ nhiều khi xuống đây nhiều khi phụ cũng không nổi. Rất là nhiều cây giờ mình phải tìm từng cái cây để mình ráp lại sắp lại. Đây là sắp này là lên được một bên rồi nè. Về là bên xong bên dách rồi nè, thấy chưa? Cái này nó phải xong xong bên, cái này là xong một bên dách. Bên căn mấy một bên rồi đó. Dạ. Cái này gọi là chập châu kỹ. Dạ. Nè nè ông Việt ơi, có cái này nè ông Việt. Khoan, cắt cuộc rong. Cái cột dắt lên. Thấy một bên nè chú ha, thấy bên dách rồi đó. Thấy được bên dách rồi đó. Vậy là mình đã làm xong một bên dách rồi đó anh chị. Ba cây cột. Hôm nay dựng nhà nên là thấy là lực lượng mình đến phụ cũng rất là đông. Bắt ốc vừa nữa là xong. Okay. Xong một bên. Chủ nhà này đạp góc đi, chủ nhà chủ nhà đâu rồi, cái cái cột cái ra chủ nhà này lại đạp cột cái đi anh, lại đạp cái cột cái ta dựng lên mình yếu rồi chú hồ, mình đạp hả? Mình đạp còn cái dạ. Người mạnh ta đưa lên còn con là Vịnh cũng không được luôn. Dùm cái máy bây giờ mình sẽ dựng trước một bên rồi bắt đầu mình sẽ dựng thêm một bên nữa. Hỏi đó hả? Nó cao mà đẩy không thế đâu. Đâu không? Lên tới giờ đẩy lại. Đạp lên. Tới giờ đẩy lại. Lên đẩy không? Không không. Ồ. Ồ. Bên một tấm vách đã xong. Quá dư lực anh vậy hả? Dạ. Ở bển mà không ông ít người quá. Đặng kê tay vô hả vậy? Kê cái tay vô. Kê tay vô. Vậy là mới dựng xong một tấm vách rồi đó, vậy cho nó gọn lại. Đạp cái cột.
Này ba người, bên kia cũng gần cả chục người mới phụ nổi làm cái nhà này đó anh chị. Này thì bà con hàng xóm người ta lên người ta phụ thôi, chứ còn nếu mà mình thuê cũng người cũng tốn kém rất là nhiều. Vậy là quá đẹp rồi. Bữa nay hôm nay dư lực á, chứ đợt trước dựng cái nhà từ đâu thành thiếu lực chú ơi. Bữa hôm làm không có nổi. Dạ. Dạ. Bữa hôm ít người. Ở trên đó người ta đi sáng đi làm công nhân hết rồi. Dạ. Mượn khó. Dạ. Bữa hôm mà gặp mấy tay yếu không, gặp con đây mà kêu con vô con vịn cột con nó thua luôn. Nói đừng nghe, ở dưới này thì anh Út này anh cũng lo trước đi, cũng có mì mén ai rồi. Dạ. Dựng nhà là anh khoái, anh mừng đây đây, phải lo trước cái lực lượng. Dạ. Mượn dạ bữa đó chịu 1-2 xe dừa cho chị cái hết biết. Dạ bữa vận chuyển vừa vô hả ông Hương? Ông biết rồi, ông bỏ cái tôi ra đây đi mình rồi đi lại nhà ông không ở ông thấy cái hết ông không có ở đó. Dạ. Nhà tọ có nhà tọ chừng nào dựng xong ông mới về. Về hết biết rồi, ghế cao chỗ quay cho anh Thuận lên đó quất một đống cây rồi lấy cái hết biết. Thôi con thấy cái đống cây dừa thấy là con nói chịu hết nổi rồi, vận chuyển là chết luôn á. Đồ bó dễ gì chặt đinh rồi nè anh, ngoài dữ rồi nè lên luôn đây nè, ghế cao anh rồi được rồi được đây ghế cao á, mình cho nó ngã ngã hơi hơi vậy mới đi cho nó ngã vậy ngã hơi hơi đúng này, cho nó ngã vô trong này ít đi, ngã vô hàng rào chút đi đó đã khổ. Cứ ngắt luôn một bên rồi xong. Cây này đó, cây này rồi 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 lấy cây hả? Còn cây đó chứ. Cây nữa. Bây giờ đã xong một bên vách. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái vách ở bên đây nữa là xong. Nhân lực dựng một căn nhà vậy thì khoảng chừng 10 người như vậy là bắt đầu là mình dựng nhà nó sẽ đủ cái sức để mình nâng cái nhà lên. Mình dựng cái nhà lên anh chị. Chứ mà còn ít người quá mình làm cũng không có nổi. Cái này sao không? Còn cây sao? Dựng lên luôn ha. Lấy cho thuận chiều nha. Dựng lên mình áp vô cái mình tin nó cực dữ lắm cơ. Vậy cái mình lên luôn phải nè. À dựng à bên đó dựng dựng đây đây đẩy lên. Nó tụt ra ngoài nè, nó lên nữa. Đây đẩy lên. Rồi xin kèo. Đi trước đi. Cái nhà này cao gấp đôi cái nhà cũ của chị Hà ta. Ha, gấp đôi luôn á. Trời ơi mát mẻ liền. Nhà cũ nó ở dưới dây xiên á. Lúc dưới dây xiên mình nhà cũ thì dạ. Tàn rồi mà còn đâu có bì chứ cái nhà đó được. Dạ. Thì chịu vợ chồng phải chịu mùa mưa này đó là sạch luôn á. Rồi. Đâu còn. Rồi. Một lần này dựng cái nhà anh chị thấy không? Cũng rất là vui. Làm cũng rất là nặng nha. Để lòng bàn tay đặng kê cái tay vô luôn phải không? Này đông người dựng mới nổi. Có mấy người phải đạp cái cột. Này phải đông người mới dựng nổi. Chứ còn thôi ít người dựng không có nổi rồi anh chị. Bên kia làm xong một tấm rồi nè. Đó,
À, rồi, vậy là xong tấm giáp bên đây ha. Đông người thì mình dựng nó rất là lẹ. Mỗi người 3-4 người ôm một cây cột. Chổi vô mới được. Phải chổi vô mình mới làm được. Vậy rồi chú vịnh sao vịnh hoài được? Đóng chổi trước đi. Vô xiên luôn. Rồi xiên lửa chưa? Ống lửa thơm thảm lửa. Hai đứa. Các cái nhà dừa này thì ở dưới quê mình á, ngày xưa người ta sử dụng nhiều anh chị. Nên là một lần dựng nhà nó cũng tương đối là đơn giản. Với dưới quê thì cũng nhân lực đông á, người ta phụ. Còn ở lúc này thì như là cũng người ta xây nhà tường, nhà tôn nhiều. Nhà cây dừa này rất là ít. Nhưng mà nhà cây dừa này ở rất là mát. Giờ mình đưa cái xiên vô. Đưa cái xiên vô là cái nhà nó cứ ngắt liền. Đưa cái xiên vô nữa là xong, cứ ngắt cái nhà liền. Cho nó lên ngay cái lỗ xiên cho nó nghe nó mới qua. Cho lên được, đưa lên chứ, đưa lên tên. Không? Giờ phải mấy người dưới phải ôm cái cột nữa. Đành mình cho hai cây xiên vô là xong là cái nhà nó cứ ngắt liền. Vô cây này là xong. Hơi hồi cái kia mình ngã ra sao? Bây giờ mình sẽ dựng thêm cây đà ngang ở trên nữa. Còn một cây ở phía sau nữa là xong. Giờ phải có người leo lên đặng đóng vô mới được. Anh này anh leo tuốt trên nè. Em này leo lên luôn. Đặng mình đỡ hai cây đà, đỡ cây đà lên. Đỡ cây đà ngang lên. Lết đại đi xuống gỡ. Mỗi người một bên. Giờ đưa cái cây đà lên. Tẻ tẻ leo lên mới được chú ơi. Có hai bạn này tẻ tẻ, hai anh này tẻ tẻ. Giác cây đà lên. Không có đặt đứng lên luôn. Đúc qua luôn, đúc bên đây tới, đúc khấu qua luôn. Dỗ qua. Dỗ qua. Thằng không phải đúc thôi, đúc hết đá đi, đúc cho qua hết đá đi, nó qua được nhiêu qua. Cho qua khỏi mắt luôn cũng được đó. Dựng cổng nghe, phụ cổng. Cái búa. Cái búa bé, cái búa bự. Lại cái búa kia kìa còn hai. Búa nào? Đỡ lên cái búa bự cái kia kìa, đó nó rớt xuống. Nhìn thấy cái cảnh dựng nhà này nhớ tới ngày xưa ở dưới quê hay dựng mấy cái nhà cây, nhà dừa vậy nè anh chị. Mỗi lần dựng nhà vui lắm. Mỗi người hàng xóm, cái ở hàng xóm cái mỗi người một tay phụ để mình làm cái nhà. Bây giờ mình kiếm ông thợ mộc mà đóng cái này cũng cần thân đó. Vất vả luôn á. Rồi, vô ba cây kèo gọi là xong. Vậy là cái nhà bây giờ nó chắc chắn rồi đó. Mày có cái đầu gà ông con nó máng cái chìa khóa ở cái đầu nào
không nhận miếng coi đi, miếng cho kính coi rồi là vô cũng cho cái nhà nó đứng lên gấp gấp kiều dơi vô hả? Còn miếng được ai miếng kính được ai chỗ chỗ này cái kiều dơi nữa ba miếng không thôi xuống rồi cuốn rồi rồi mày chưa lại cho mày chưa lại cho mày chừng chỗ con ra đi để mình ra ngoài dữ vậy hả sát mé vậy phải nồi có 4 bước 1 cái nhà có tiêm 4 bước cái giọng này mà dừng dắt đóng dáng cho nó lòi ra ngoài đúng không? Dạ. Ừ. Cái miếng dáng mình đóng nó phụng nó rớt dưới luôn. Dạ. Mưa nó xuống luôn. Ừ. Mấy cái dừa anh hả? Anh chà hồi gỡ thôi chứ có gì đâu. Hả anh Việt? Hôm bảo mình không có kịp vào bây giờ là leo lên trên mình ôm mình xuống. Mình tuột xuống. Đâu mình tuột xuống vài lần là nó hết à. Là nó láng lịnh liền. Nhưng mà ông thợ ông ơi trải ông làm vậy thường đâu ông làm giùm cho bạn cây đi. Cho người ta coi thử hả? Là làm thợ không có làm thợ kỹ đó chứ không có làm. Ở gì này ta nhát. Ông thợ ông làm cho ta coi thử coi. Đâu nữa gõ tại cái nhà nó nhỏ quá. Gõ rồi. Tao đóng cái nhảy ra. Gõ rồi. Để ngoài tao đóng vô. Ngoài đóng vô thuận vô đổ được. À cái niêm trắng rồi. Vậy. Lấy kêu lấy niêm khác. Niêm khác. Niêm mà hả bên kia nó qua bên nọ nó lợi thì mình kiếm cái niêm khác nó trắng hơn chứ. Bên đây thì đóng được rồi. Vậy kêu lấy cái niêm khác nhỏ. Lấy cái đó ra đây, lấy cái trong đây. Quá, cháy nước vô. Không có bùng niêm, quá rồi nha. Ông thợ, không cháy nước phải có bùng niêm thêm nữa. Bỏ cá thêm nữa. Chứ ông cháy nước mà ông không bỏ cá, bỏ bùng niêm vô nữa là coi như rớt cái nồi canh đó đó. Đéo. Bởi vì cái này nè, ông.